rồi. Yeah. Xin chào tất cả các bạn. Có gì đây là em bé Mori. Em bé Sâm ấy. Em bé Sâm. Có ai chưa? Anh cầm máy em nhá, điện thoại em nhá. Áo. Con đây. Con đây. Con nhìn vào kia đi, nhìn vào cái chỗ máy điện thoại ấy kìa. Lên chưa? Lên lâu rồi nhưng mà rồi có 9 người vào xem á. Nhưng mà chưa có ai vào xem mà. Đấy. Chưa có ai vào xem em bé của mình nhờ. Đấy. Ý. Thấy rồi này. Sao anh không báo luôn. Xin chào tất cả mọi người. Yeah. Rất lâu rồi mới gặp tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã có thêm một đứa vào cùng. Yeah. Công ba hoa liền trà. Công ba hoa. Minasan o genki desu ka? Hisashiburi desu. Genki desu ne. Minasan o genki desu ne. Công ba hoa. Nguyên liền desu ne. Con đây, con nhìn nhá. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cháu lên nhìn cùng bố mẹ cháu đây. Cháu tên là Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh, sinh ngày mùng 4 tháng 7 à, mùng 7 tháng 4 năm 2018. Bố cuốn quá, bố nói linh tinh hết cả lên nha. Được 5 tháng nha. À quên đọc comment chứ nhỉ? Đọc comment. Đấy em đọc cho. À, Đinh Thanh Huyền công bao à. Rồi Bảo Ngọc Phượng này xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Hôm nay mình có một thành viên mới tham gia cùng đúng không? Rất là háo hức. Đây, các bạn nhìn đi, nhìn sang này. Đấy thì cháu đứng tài không này, nhìn cháu đứng tài. Ê. Kìa chào các bác đi. Chào đi. Chào các bác nha. Ôi chào rồi đấy, nhà cháu nhìn chào rồi đấy. Kìa, Hưng Bi, cô Hưng Bi gọi em bé ơi kìa. Là mẹ biết mẹ yêu nè. Ui, chà. Úi dồi ôi, tóc hết cả váy lên rồi. Có ai không? Hả? Ai? Nhìn cưng quá, cao ai kìa. Đấy, giờ tin thả cho con quá kìa. Rất là nhanh, hôm nay em bé của mình đã được 5 tháng, 1-2 tuần rồi. Hơn 1 tuần. Và cũng tương đương với đó là khoảng 5 tháng mà bọn mình không có làm livestream. Tóc của mẹ, con bỏ ra nữa. Mẹ có cái nơ đẹp thế kìa. Cái nơ này bà nó mua hay mẹ mua đây? À bà ngoại mua à? Cái không, cái nơ này được khuyến mãi. Khuyến mãi. Mãi mày có gì? Có đây tóc của mẹ nào. À, ok. Ok nào. Ây ca nào. Hết cả slip của con này. Đấy, mày đọc cho mình vào xem hôm nay dạy cái gì. Hôm nay các bạn nhìn thấy một nhân vật rất là kỳ quặc ở bên cạnh trên cái tivi nhà mình đúng không? Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Chắc là chỉ cho em bé xuất hiện một chút ở đầu thôi đúng không? Sau đó thì bọn mình sẽ cùng nhau nói chuyện một chút về như cái tiêu đề bọn mình có nói qua là gì nhỉ? Dạy một chút về tiếng Nhật trong cái bài hát ngày hôm nay và chia sẻ một chút về dự định cái kế hoạch sẽ livestream sắp tới. Con cười mày xem nào. Cười đi. Cười. Mua. À. Ủa. Bố vén cái máy xuống nào. Người ta không nhìn thấy đâu nhỉ. Con cười đi, con cười. 2 3 cười. Gọi bà ơi, bà gọi cười nha. Thôi còn cứ hai con mãi đi. Thôi rồi, thôi mình trả con cho bà. Nào, hai con nằm đây. Sẽ kết thúc tiết mục khoe con ở đây. Đây. Bây giờ mình sẽ trả em bé lại cho bà. Chào các cô nhá, chào các chú nhá, chào các cô chú các bác nhá. Bye bye. Thế này bé nhà tôi đi mất rồi, bà ngoại đang bế. Hôm nay bố mẹ cháu sẽ dạy các cô chú một bài hát. Một bài hát rất là đơn giản, ai cũng có thể học được. À tay mày thay số. Ok. Anh chị các bạn cùng nghe với mình nhá, cùng nghe bài hát này nhá. Ok. Bài hát này chỉ có 2 phút thôi, nghe tí là hết rồi. Nè. À tay mày thay số の時間だよ。今日も元気に行ってみよう。Sướng quá, em bé sướng quá. わかりまえ、わかりまえ、わかりまえ、体操。右足を出して左足出すと歩ける。当たり前体操。両足の膝を一緒に曲げると座れる。座れる。当たり前体操。 手首を前に何回か曲げると人来る。当たり前体操。人が来て
ると腹立つ当たり前だいそう。じゃんけんポンで後から出すと勝てるよ当たり前だいそう。後ろから膝をかっくんすると膝かっちゃう。さあみんな、当たり前体操の時間だよ。今日も元気に行ってみよう。Mẹ, em phải dịch từ Atarimai Thai So là gì đây? Thai So là thể dục. Thứ nhất, cái bài hát hôm nay có tên là Atarimai Thai So là đây là một cái bài hát gọi là gì nhỉ? Wada ni natta của bên Nhật từ năm 2011 cơ. Đây là một bài xem rất là giải trí mọi người ạ. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay không phải chúng ta học hát mà là chúng ta sẽ thông qua đó chúng ta học một vài những cái từ vựng ở trong đó. Đôi khi đơn giản với các bạn N2, N1 chẳng hạn, nhưng mà mình nghĩ là với các bạn N3, N4, N5 thì rất là thú vị nhá. Thứ nhất là về từ Atarimai Taiso. Tên của nó là Atarimai Taiso. Atarimai là gì mọi người biết không? Đương nhiên. Là đương nhiên. Chuyện đương nhiên đấy. Đương nhiên rồi, tất nhiên rồi, đúng không? Rồi. Là chuyện đương nhiên nó bằng với những cái từ ví dụ như là gì nhỉ? Tô gen hay là một chi đô, đúng không? Chúng ta gặp những cái điều đương nhiên, tất nhiên đúng không? Bây giờ gặp thêm từ dục. Nhớ thêm từ Atarimai này nhá. Tức là trong những cái bài hát này, trong những lời của bài hát này thì nó nói những chuyện đương nhiên. Ok. Vừa thể dục vừa hát cái gì để không nào? Thai so là bài tập thể dục đúng không? Cháu tập thể dục nào. Mẹ dạy đi để con tập thể dục. Rồi, chúng ta sẽ ôi giời, thấy chưa? Hôm nay là lần đầu tiên thử challenge gì đúng không nào, với cái kiểu là hai bố mẹ xuất hiện cùng với một đứa con để xem cái khuniki như thế nào đúng không? Chúng ta sẽ thử ngày hôm nay xem mình có xoay sở được với em bé không nhá. Đây. Con đọc cùng các bác đi. Kawaii ne. Atarimai Taiso là những cái bài tập thể dục mà rất thường ngày chúng ta gặp trong cuộc sống, rất là đơn giản. Ví dụ câu đầu tiên này, và đây là một bài hát tấu hài như kiểu hài nhá, rất là hài. Migi ashi dashite hidari ashi dashite to arukeru, được chưa nhỉ? Arukeru nghĩa là gì ấy nhỉ? Đưa khi mà chúng ta đưa chân phải ra rồi đưa chân trái tiếp theo thì gì đây nhỉ? Là có thể đi được. Arukeru, ok. Và chúng ta sẽ học những cái từ như này nhá. Migi ashi gì nhỉ? Hidari ashi, được chưa? Và arukeru nhé, arukeru. Ok, câu tiếp theo. Câu tiếp theo này. Đi em bế cho. Thôi, để em dạy đi. Ok. Là một động tác đơn giản tiếp theo đúng không nào? Yoashi no, no gì? Đây mọi người, chữ Hán này mọi người đọc được không? Đó là từ hiza. Hiza là cái gì nhỉ anh nhỉ? Hiza là đầu gối. Con ơi, hiza là gì? Là đầu gối. Là đầu gối à? Ừ, rồi. Thế thì mình sẽ nhìn tiếp nhá. Đây là chữ mageru nhá. Mageru là gì đây nhỉ? Gập xuống đúng không nào? Hay là chúng ta từ bẻ cong đúng không nào? Bây giờ khi mà cùng nhau gập xuống cái gập cái gì nhỉ? Đầu gối của cả hai chân xuống thì chúng ta có
Suwareru. Nó ngồi được thôi, đơn giản. Đây là hai câu, à đây là một câu thể hiện động tác rất là... Đây. Nào con. Dạ. Cho tôi nào. Kẻ. Gọi là Atarimae Taiso đúng không nào? Nào con, cứ thế nhỉ? Đấy. Tôi trả bài nhá. Nào. Ôi. Bối rối. Atarimae. Atarimae. Atarimae Taiso. Có. Có. Nắm trò. Nào. Thế lúc muốn ngủ ở đây. Nào. Tôi ngủ rồi. Chúng ta sang câu tiếp theo nhá. À, nhưng cái này các bạn là gì nhỉ? Học một chút về từ vựng và cách nói một chút nhá. À, nhớ chưa nhỉ? Hai chân sẽ là Yoashi và đầu gối sẽ là Hiza. Nhớ chưa? Vừa nãy học được từ gì rồi nhỉ? À, vừa nãy có từ gì nhỉ? Chân phải, chân trái. Nhớ rồi đúng không nào? Hidariashi, Migashi. Ok? Và nhớ từ Mageru, gập gối sẽ là Hiza và Mageru. Ok? Ok. Anh bấm không? Em bấm. Atarimae Taiso. Tekubi o mae ni nankai ka mageru to. Ok. Câu này các bạn nhìn thấy hành động rồi đúng không? Chúng ta thường hay làm cái trò này đúng không nào? Là cái gì nhỉ? Thế cứ bi là cái gì nhỉ anh nhỉ? Thế cứ bi là cái cổ tay của mình nếu đúng mà tôi trước và chúng ta vẫy vẫy nhiều lần. Ừ, chỗ này gập vài lần đúng không? Gập vài lần cái cổ tay ra trước thì hito là cứ được hito cứ được nghĩa là gì nhỉ? Người đến. Như ở đây là kiểu hành động là gì nhỉ? Hành động gọi vẫy người ta đến đấy. À. Đấy nhỉ? Thế cứ biểu mày nhỉ nang cái nhỉ nang cái cả mà cái tốt khi tốt cứ được. Ok ok được chưa? Đơn giản nhá, đơn giản mà. Atarimae Taiso hito ga kite chika sugiru to haratatsu. Nhìn biểu cảm của hai người rất buồn cười, chính vì thế nên nó mới trở thành một cái hiện tượng gọi là hài đúng không? Đó. Trong năm 2011 khi hito wa kite chikasugiru to haratatsu. Chúng ta sẽ có một vài cái mà mình muốn chia sẻ trong bài. Thứ nhất đó là cái cách kết hợp tính từ cộng với sugiru là gì nhỉ anh nhỉ? Quá. Quá cái gì đó đúng không? Quá gần, quá xa. Nào chikasugiru tính từ với y bỏ y thêm sugiru sẽ là quá. Oishi sugiru đấy nhỉ, là quá ngon chẳng hạn, là quá gần. À, quá xa thôi sugiru nhá. Và tiếp theo từ gì nhỉ? Haratatsu. Hara thật sự là cáo. Hara là cái gì ấy? Hara là cái bụng của mình. Bụng. Thật sự là đứng lên đúng không? Bây giờ cái bụng đứng lên chúng ta nhớ nghĩa nó là cáo nhá. Hara thật sự. Bình thường là từ okorimasu nhỉ? Okorimasu. Được chưa? Cái này dịch hả? Khi ai đó đến quá gần thì mình sẽ cáo. Cáo đúng không? Tất nhiên là mình sẽ cáo đúng không? Tiếp theo này. Atarimae Taiso. Janken pon de ato kara dasu to. Ok, học tiếp một từ nhá. Các bạn nghe từ janken pong rồi nhỉ? Ok. Rồi, janken pong là cái gì ấy? Janken pong là quản tù tì. Quản tù tì, các bạn hình như có một lần mình làm clip về cái này rồi nhỉ? Janken pong là quản tù tì. Trong cái trò chơi quản tù tì, nếu ra sau thì tôi sẽ thắng. Được. Ra sau đương nhiên phải thắng rồi đúng không nào? Thắng ra trước ra hay nào mình biết thừa mình ăn tổng cả đại đa sự, tức là ra sau thì sẽ thắng đấy. Rồi. Đúng không? Ok, câu này đơn giản rồi. Tiếp theo. Atarimae Taiso. Ushiro kara hiza o kakkun suru to hiza kakkun. Rồi, câu này có một vài từ mà có lẽ là chắc các bạn chưa biết đâu. Là ushiro kara gì nhỉ? Hiza o kakkun suru to hiza kakkun. Là gì đấy nhỉ? Cái từ kakkun suru là gì anh? Kakkun á, kakkun là chúng ta nhìn hành động mà biết đúng không? Gập cái đầu gối, gọi là chọc cái đầu gối người ta. Khuỵu đầu. Khuỵu đầu gối xuống đúng không nào? Khi mà gì nhỉ? Từ phía sau. Thì đương nhiên là sẽ bị khuỵu đầu gối xuống. Các bạn nghe câu như là những cái câu mà diễn tả những hành động rất đơn giản nhưng mà chính vì thế nên nó mới buồn cười đúng không nào? Kakkun là khuỵu. Kakkun suru, kakkun suru. Hiza o kakkun suru to. Chúng ta có cụm từ mà hiza kakkun đấy. Kakkun suru na. Rồi, tiếp theo nha. Atarimae Taiso. Được không? La 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 lum 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 l
Ai về đâu cả thì cứ phải có cô rồi. Hả? Cái biểu cảm rất hay, chúng ta có từ skinny jeans. À, tiếng Việt mình à tiếng Nhật mình à tiếng gì nhỉ? Tiếng Anh mình có từ skinny jeans ấy mọi người, là cái quần bò bó đúng không ạ? À, và cái từ gì nhỉ? Sweater là cái loại quần áo mà nó gì nhỉ? Bằng cái chất cốt tông mà nó gì nhỉ? Rất là thoải mái nhá, rất là thoải mái, nhiều gọi là em không biết quần áo gọi là quần áo gì nhưng mà nó rất là thoải mái mặc mùa đông nhá. Chúng ta có từ hakigai là gì nhỉ? Thay. Nhỉ? Thay. Khi mà chúng ta thay quần jean bằng quần thùng thoải mái như vậy thì sẽ rất là thoải mái nhá. Ok. Thế thôi. Được chưa? Thực ra mình quay trở lại cái màn hình nói chuyện trước cho dễ. Quay nhá. Ok. Nói chuyện màn hình trước cho nó dễ nói nhá. Đây. Mọi người đợi tí mình sẽ quay lại. Thì đâu nhỉ? Quay được. Khó quay được mà. Đấy. Rồi. Ok. Bài này là tên là gì kìa? Bài này là Atarimae Taiso. Ok. Rồi. Mọi người đi hết rồi à? Không có ai à? Buồn đi. Không sao. Lâu mai ngày chẳng xem lại, hôm nay thứ 6 mọi người đi chơi ấy. Hôm nay mọi người đi chơi à? Lâu ngày chẳng gặp mà chẳng thèm hỏi thăm người ta gì cả. Đâu hết rồi, 300 vẫn còn 300 người xem cơ mà. Ừ. Không thấy comment gì á. Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Hôm nay là ngày 10 tầm giữa tháng 9 rồi đúng không? Dương Văn Minh có này. Đâu? Cũng Bang Hoa, Văn Khánh. Bây giờ nói chuyện có gì? Em đây, có em đây. Nói chuyện gì? Trên gì à? Cái caption em ghi là gì đấy? Chia sẻ một chút về cái lịch trình livestream sắp tới đúng không? Thì cái vừa nãy chỉ là gọi là gì đây? Làm một chút cho không khí nó sôi động hơn đúng không? Thì trong năm vừa rồi là một năm mà xảy ra, không phải xảy ra mà là có một điều rất là to lớn đối với mình, đó là việc sinh em bé. Vì thế nên là chúng ta mất khoảng 5-6 tháng vừa rồi là mình không có làm các clip cũng như là livestream cùng với tất cả các bạn được. Thì đợt đầu năm mình có làm một cái CD clip N3 nhỉ nhỉ? Tức là 300 câu khó là những câu mà theo kinh nghiệm giảng dạy của bọn mình và những cô giáo mà đang dạy N3 ở Dũng Mori. Bọn mình thấy là những cái câu này là nó tương đối khó so với các bạn N3. Hay không phải khó mà là các bạn thường hay quên. Đó. Tiếp theo và thấy là nó thường hay xuất hiện trong những cái đề ôn thi ấy, thì bọn mình có làm 300 câu. Okay. Thời gian đầu thì làm hai vợ chồng làm rất nhiệt tình nhưng mà sau đấy bây một giờ, mình thấy Dũng làm. Nếu mà các bạn tháng 12 này thi N3 thì nhớ xem lại những video clip đó nhá. Ok. Còn sắp tới đây thì chúng mình sẽ live stream L2. N2 thì như các bạn đang yêu cầu ở đây này. Đúng không? Khi nào được thầy cô live stream N2 vậy. Rồi. Đúng nhỉ? Tức là đợt tới này rồi, thì mình phải chia nhau đúng không? N3 xong rồi chúng ta phải lên N2. Bọn mình sẽ làm tiếp series 300 câu không, khó. Không, N2 chỉ có 200 thôi. À 200 câu thôi ạ. 200 câu khó mà thường xuyên mình thấy có thể là thường xuyên xuất hiện trong các đề thi, đề ôn trong chương trình N2 nhá. Và thì trong quá trình dạy học á thì thấy các bạn hay bị nhầm lẫn á.
Đó, thế thì chắc là trong khoảng 2-3 tuần tới thôi, bọn mình đang chuẩn bị những cái gì nhỉ, tài liệu rồi. Thì khi nào mà có lịch trình cụ thể thì bọn mình sẽ thông báo lại ở trên fanpage. Nên là các bạn sẽ theo dõi và học cùng mình đợt tới này nhá. Mọi người có ok không? Chắc là sẽ tầm khoảng 10 buổi live stream đấy. Có thể là như vậy đúng không? Mỗi buổi sẽ có tầm khoảng 20 từ và 10 buổi sẽ là 240. Ok. Tiếp theo là N1, mình có thông báo một chút rồi, không biết trong trong số các bạn đây có ai chuẩn bị học N1 không nhỉ, hay là muốn dự định là sẽ học lên N1 không? Có chứ. Hầu hết là chúng ta đã đi rồi, đi đến tận nơi cuối cùng đúng không nào? Thì leo thì phải leo lên tận ngọn đúng không? Thì theo dự định sắp tới của mình thì đợt đầu mình có dự định là tháng 9 thì sẽ mở khóa N1, tuy nhiên bây giờ nửa tháng 9 rồi nhưng mà nó vẫn chưa xong, bởi vì là cũng rất là nhiều những cái việc. Thứ nhất là việc gia đình là nhiều nhất. Nên là không thể nào mà kịp tiến độ được. Nên là bọn mình dự định là tầm 20 tháng 10, tức là vào ngày Phụ nữ Việt Nam đấy, bọn mình sẽ mở công khai khóa N1. Và khóa N1 này rất là đặc biệt, vì bọn mình sẽ có sự cộng tác với sự giảng dạy của một cô giáo rất là đáng ngưỡng mộ của trường Đại học Hà Nội khoa tiếng Nhật. Nhá, hy vọng là chắc chắn là bọn mình hứa chắc chắn là khóa N1 sẽ là một khóa rất là hay và chất lượng đối với tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ nồng nhiệt đón chào. Cô giáo rất là nổi tiếng đấy. Nếu mà các bạn nào mà học đến cao rồi đúng không, thì chắc là sẽ biết cô mà thôi. Là cô giáo mà của rất là nhiều thế hệ các giáo viên từ trước đến nay, mình nghĩ là như thế. Đây, cô Thanh cô học cô giáo đến giờ thì đúng không? Trong trường Đại học Hà Nội. Rồi, nên là đấy, dự định chỉ có như thế thôi. Còn tiếp theo, còn sang năm thì sẽ còn rất là nhiều dự định liên quan đến Dũng Mori, liên quan đến Nihongo no Mori và nhiều cái hay ho lắm. Nhưng bọn mình sẽ từ từ từng bước một sẽ chia sẻ với mọi người. Thì thỉnh thoảng gặp nhau như thế này, hy vọng là mọi người vẫn không quên bọn mình nhá. Ok. Thế thì hôm nay đến đây thôi nhỉ? Đến đây thôi. Mọi người nhớ gì nhỉ, học lại cái bài hát vừa rồi nhá. Rất là vui đấy. Ngày xưa ở bên Nhật mình cũng hay mở bài này ra nghe cho nó đỡ buồn đúng không? Okay. Rồi, con chào các cô chú nè. Nào, con gái của bố đâu? Có con vui lắm mọi người ạ. Con gái ơi. Ê, ê. Ok, đứa nào ở đây? Rồi, cháu đang mếu này, cháu đang mếu này. Đấy, nhỉ. Cháu đang muốn ngủ đấy. Tin. À, vuốt tóc lên cho các cô nhìn nha. Con nhìn thấy đứa nào trong kia không? Ấy. Bạn nào kia? Bạn nào trong hình đây, Úp, bà. Cười đi. Trời ơi, cười. Cháu đang buồn ngủ quá đây nè. Thôi cháu buồn ngủ rồi, thôi đi ngủ nha. Thôi nhá. Rồi ba cô các chú nha. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người.